chùa hoặc là khủng. Chùa là chùa thầy, khủng là khủng bố. À, dạ, đó là sự thật. À, nhưng những cái giai điệu của ca khúc Rồi Mai Tôi Đưa Em vừa rồi, nghệ sĩ Việt Văn Minh và tất cả anh em trong ban nhạc đã dành cho người chị của chúng tôi là nữ ca sĩ Anh Tuyết. À, vậy thì sẽ không có một lý do gì mà anh Tuyết ngồi yên dưới đó mà không có một cái phần đáp lại, phải không chị? Giờ này em mời chị lên này. Hãy subscribe.